mừng quá. Bữa cơm này đã quý nhất luôn á. Đúng rồi. Đầu tiên em thử luôn trước rồi. Ủa sao Vinh không ăn rau con? Tại á, ngày thường con ăn rau ngán rồi, giờ con chỉ ăn mì thôi. Oh no. Thôi sáng rồi tụi con ơi, dậy phụ mẹ đi giỏ cá rồi có không con? Đang Vinh. Đây con, sáng quá thì sáng rồi. Nắng nữa rồi. Trưa luôn rồi đó. Ủa mày đặt cái nơm ở đâu vậy con không thấy? Thì mày đặt thằng đó rồi con. Wow. Mẹ phủ bà cái cỏ trái lên á. Ủa mẹ che chi vậy mẹ? Che lên đặng cho cá đầu nó thấy, tưởng đâu cái ổ nó chui vô con. Tối tối á. Rồi con cầm bịt mũ đi để mình dở lên coi có không. Có được con cá chứ. Không có cá thì có ốc ăn cũng được hả tụi con? Dạ. Ốc ăn cũng ngon lắm. Con ơi, con nướng rồi. Con rồi. Quá. Có ốc nữa kìa mẹ. Có con cá lau kiến nhỏ con nữa. Quá. Lần đầu tiên mới thấy con lươn to như thế này Trang ơi. Ơi con cũng vậy luôn á. Một mớ ốc nữa nè. Nè lấy cho con lấy con lau kiến ơi. Nè, trời ơi, đưa mũ đây Trang xích vô đây con. Trời ơi, mừng quá. Bữa nay tụi bữa nay tụi con có lương ăn rồi. Ủa lương con rắn luôn á. Y chang con rắn luôn á. Qua cái này mẹ gài ốc á mà có cá lau kiếm đây nè tụi con. Hay ăn cá lau kiếm á ơi, tại nha luôn. Lương nó tưởng nào ổ nó gì mới chui vô bự. Rồi thôi, hôm nay á mẹ Sáu nấu một nồi canh chua cho tụi con ăn. Đúng rồi. Bây giờ mẹ sẽ đặt xuống tiếp. Rồi mình đi hái rau về nấu chua nha mấy đứa. Dạ. Bữa nay mình có bữa cơm ngon rồi. Mà không có gạo mẹ ơi. Mẹ nhớ rồi, trong nhà mình còn 3 gói mì. Hay là mình nấu mì ăn với lại canh chua luôn nha. Con biết rồi. Hôm nay mình sẽ mở một tiệm mì nấu canh lươn đi. Đi tụi con. Nấu nữa. Đi. Trời ơi, con lươn nó to đùng mà dài thọn luôn tụi con. Trời ơi, con lươn nó thở. Nó còn nhúc nhích đây mẹ. Nguyên một kim này nó vô cái lợp đó, nó đói hay nó yếu rồi nè con ơi. Nãy liền lấy cơm á, nó nhớt quá. Nó bằng cái bàn tay cái tay của Vinh rồi. Nè. Rồi không nhiều nữa, để mẹ đi làm lươn nha. Con thấy con cá lau kiến này nhỏ quá hay là thả nó đi mẹ? Đúng rồi mẹ. Thấy nó nhỏ tội nghiệp hả con? Thôi đi thả thôi con thả. Rồi mình thả cá lau kiến xuống mương này nha Vinh. Nhẹ nhàng thôi. Rồi, tạm biệt cá lau kiến nha. Bye. Mẹ nấu nước nóng rồi, bây giờ mẹ bỏ lươn vô cho con. Wow, lươn thịt nhiều quá mẹ ơi. Nó nhiều nên mẹ cắt khúc ra đằng lát nữa mình dễ ăn hả con. Bỏ xíu bột ngọt vô. Xíu muối. Con lương này chắc mẹ con mình ăn được nguyên ngày nay luôn á tụi con. Rồi, lương nãy giờ mẹ luộc cũng chín rồi. Bây giờ mẹ sẽ nhắc xuống rồi mình đi hái rau nha Trang. Dạ. Rồi, đi. Giờ rau nhà lá vườn mình có rau gì mình hái rau đó nha con. Dạ. Lát nữa mình qua kia mình kiếm coi có bắp chuối không. Lương mà nấu canh chua rau muống bắp chuối là thôi đúng bài luôn á. Lương là phải chấm nước mắm sả nên mình sẽ cắt sả. Giờ mình cắt rau bằng nước nha con. Bằng nước này mà bỏ vô canh chua thơm lắm. Rồi nồi canh chua lương của mình hôm nay có rau muống nè, cần nước nè, rồi chấm nước mắm sả với bắp chuối nha mấy đứa. Rồi giờ mình lặt rau đi. Vinh xuống ăn, xuống lặt rau đi. Rồi xuống đây đi. Chua này ngon rồi nha. Trời ơi, lát con kia sả. Lát nữa mình bào mình làm nước mắm sả ớt đó ha. Chấm lương thôi. Lâu lắm rồi tụi con mới ăn lại canh chua lương phải không? Con sẽ lọc sả ra. Nay hên nó vô được con lương đó chứ con. Chứ thôi bữa nay là mâm cơm bữa nay mình ăn rau luộc với nước tương nữa rồi. Rau mẹ lặt mẹ sắc rồi đó, giờ con rửa nó nha. Mẹ sắc bắp chuối nữa là nấu lên là trụng vô ăn liền đó con ơi. Rồi Vinh chế nước vô đi. Để cho chị rửa. Giờ mẹ cắt tắt ra mẹ nặn vô canh chua nha con. Dạ. Canh chua là phải có chua. Chua mới ngon. Mới ngon. Rồi bây giờ mẹ sẽ vớt lương ra rồi bỏ rau vô niêm nha tụi con. Dạ mẹ làm nhanh nhanh lên đi con thèm quá à. Nãy giờ con thèm lắm rồi đó. Nấu canh chua mình thái rau đồ sắc đồ này kia bởi nó lâu quá con ơi. Rồi mẹ đổ nước tắt vô nha. Rồi mẹ bỏ muối vô, bột ngọt, Rồi mẹ bỏ vô miếng đường. Canh chua là con phải dặn miếng đường cho ngon nha con. Dạ, cho nó chua chua ngọt ngọt. Rồi quan trọng mình bỏ một chút xíu nước mắm vô nữa. Rồi nồi canh chua mẹ nấu xong rồi, bây giờ tụi con trụng mì đi. Mẹ làm nước mắm xả ớt hay bắt đầu ăn à? Sẽ hết luôn. Còn ba gói giờ con muốn nhiều hơn, không còn nữa ra. Rồi canh chua lương của mình chín rồi, bây giờ đưa chén này mẹ gắp mì cho nha con. Nãy giờ con đói bụng quá rồi mẹ ơi. Rồi từ từ. Cho rau nhiều nha mẹ. Rồi. Nói gì chứ rau bao la con ơi. Giờ chị Trang rau đi em ăn lương cho. Thôi ngu gì vậy, chị ăn rau không? Ăn hai thứ luôn. Về ra hả? Rồi xong rồi. Em thèm quá đi. Con biết sao con múc từ từ thôi chứ múc nhiều quá con Trang canh không được á. Rồi múc luôn. Rồi lương này nó ngon kìa. Đầu tiên em thử luôn trước coi. Thịt nó ngọt. Ủa Trang chấm liền với mắm xả ớt mới ngon đó con. Quên mình thưởng thức coi. Thịt luôn đó hả? Đúng rồi, lắm rồi. Nó cay cay. Đúng rồi, cái này mình ăn phải ngon có gạo đó. Mẹ nấu cơm cho tụi con ăn còn ngon hơn nữa con. Để con thử miếng lương coi. Thử này ngon không? Nó ngon, nó béo. Hôm bữa mẹ đặt cái lợp ở đâu có dính đâu, toàn ốc không á. Mẹ lấy ốc cái mẹ nhử lương luôn. Hên là nay nó lương nó vô hả con? Này mẹ thấy tụi con ăn được cái bữa cơm ngon này, thấy tụi con mừng quá. Bữa cơm này là quý nhất luôn á. Đúng rồi, hôm nay tụi con ăn rau với nước tương không à. Lâu giờ con mới ăn được như vậy. Ủa sao Vinh không ăn rau con? Tại á, ngày thường con ăn rau ngén rồi, giờ con chỉ ăn mì. Tại á, ngày thường con ăn rau ngén rồi, giờ con chỉ ăn mì thôi. Nay thấy mì ăn với nước nó ngon phải không? Dạ. Ngon quá. Ngon thiệt không con? Dạ thiệt. Tụi con mà muốn ăn ngon như vậy nữa là tụi con phải cố gắng học giỏi nha. Dạ. Mới có tiền để sau này mà mua những đồ ăn ngon nha con. Nay á, thì tụi con ăn rau với mì độn đỡ đi. Mốt mẹ có bán cải á, mẹ mua gạo về nấu cơm cho mấy đứa ăn cho nó no nha. Dạ được. Cái này ăn vậy cũng được rồi mẹ. Nãy giờ con ăn lương thấy hú gì ta. Trời ơi, lương lạc lạc con phải chấm vô nước mắm xả ớt cay cay này mới ngon nè. Rồi chấm vô đi. Nó ngon. Nhìn ăn ngon thấy tội nghiệp không? Ngon quá. Đắp lương ăn thêm đi cha. Dạ. Được không? Cảm ơn mẹ. Ngon quá. Lương này công nhận lương đồng nó thịt nó nhìn có vẻ ngon rồi, để mày thử coi. Thịt lương nó ngọt mà nó dai nữa hả con? Ngon quá à. Nó không có tanh. Không à. Hả? Vinh ăn gì còn thịt dữ vậy Vinh? Con ăn là phải cho hết thịt, đừng có bỏ về phí đó con. Đạp hết thịt chồng vòng hết luôn. Để mẹ ăn rau độn thêm rồi con ăn mì hết đi nha, cho no nha con. Lâu lắm rồi ba mẹ con mình mới ăn được cái món ngon như vậy á. Mẹ lớn rồi mẹ ăn cái gì cũng được. Thôi mẹ ăn rau nhiều nè cha, cho nó mau no. Có ba gói mì à, hồi nãy giờ ba mẹ con mình ăn chưa hết nữa con. Hai đứa chia ăn hết đi nha.